lại chơi với em đi mà. Hai đứa nó hát mà nó tưởng bốn đứa mình vô hình luôn á. Em muốn quá trời. Chứ bình thường Quân cũng chặt em mà. Đâu có đâu. Với lại bạn Phối này làm cho mình cảm giác là bọn Phối rất là ngẫu hứng, nó ngẫu nhiên lắm. Bởi vậy nhờ cái khúc của em mà có truyền cảm hứng cho một nhân vật mà muốn giới thiệu ngay sau đây luôn. Nhân vật này tự nhiên cái gì cũng tự nhiên, ngẫu hứng, ngẫu nhiên đưa bài hát này vào. Thằng em của tôi phải. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Nghe là trước đó thì nhà Jun cũng đang có một cái chuyện buồn trong gia đình. Nên lẽ ra thì hôm nay là Jun sẽ không có mặt trong cái buổi ngày hôm nay đâu. Nhưng mà lúc mà ở nhà mình cứ nghĩ là sau khi mà mình thu xếp xong việc công việc gia đình mình rồi á, thì mình cứ nghĩ là những người bạn của mình đang chờ mình, nên mình cũng gác lại chuyện buồn ở nhà mình một chút để mà mình đến với La Cà Hát Ca và không cảm thấy là hối hận. Bởi vì ngày hôm nay, ngày hôm qua nữa chứ, mình đến với miền Bắc, đến với Bắc Ninh, mình được đi khắp nơi, được gặp mọi người, và nhất là cùng với anh em La Cà Hát Ca và cả với Yến nữa, nên mình đã nguôi ngoai nỗi buồn cũng được 50%. Cũng cảm ơn La Cà Hát Ca rất là nhiều. 4 năm ngày qua đã luôn yêu thương Jun. Jun vừa mới mất đi người bố thân yêu của mình, nên cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem Jun là gia đình. Nhưng mà không sao, hôm nay Jun đến đây thì Jun cũng muốn mang đến niềm vui cho mọi người thôi. Cũng giống như bố Jun lúc còn sống, ông lúc nào cũng vui hết, lúc nào cũng vui. Và người nhạc sĩ mà bố Thu, là bố của Jun, yêu thích nhất, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và ca khúc mà gần nhất mà hai bố con nghe thì Jun nhớ là bài Ngẫu Nhiên. Thôi thì hôm nay Jun sẽ hát bài Ngẫu Nhiên, và hy vọng là mọi người sẽ cùng hòa ca với Jun, được không? Dạ được. Không có đâu em này, không có cái chân đầu tiên, và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Từ mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn trên người, hòn đá rơi xuống cành mai, dùng cánh hoa mai này chim chóc khó tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây, kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Thank you. Bố tay cho tôi được không ạ? Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Huy, cảm ơn Quân, cảm ơn Yến, cảm ơn Pleca và cảm ơn Mira rất là nhiều. Anh biết là mọi người mấy ngày nay rất là lo cho anh và thương anh, mà chỉ giả bộ để trong lòng là cố gắng vui thôi. Thank you nhiều lắm nha. Là sau là mong là sau khi Jun hát bài này xong thì Jun sẽ thấy nhẹ lòng hơn và để cho bố có thể mầm đi một cách thật là... Dạ vâng. Thực ra những cái gì mình chia sẻ nó đúng là một cái nỗi buồn lớn trong tâm hồn của mình. Nhưng mà thật sự khi mà nghe cái ca khúc này cùng với bố mình lần cuối cùng, mình thấy mọi thứ rất là tích cực. Và mình thật sự là mình tin là bố đang ở một đâu đó rất là đẹp. Và không biết tại sao, chắc là nhờ cái năng lượng tích cực đó mà khi mà mình lo xong những cái việc hậu sự của gia đình mình á, thì mình luôn luôn có một cái điều nhắc nhở của bố là thôi con đừng có ở nhà nữa, con đừng có trốn nữa. Mặc dù là bạn bè rồi chị Thắm, mọi người nói là thôi em cứ ở nhà đi, em cứ nghỉ ngơi để mà mình cân bằng lại cái cảm xúc của mình. Nhưng mà tự nhiên trong thâm tâm của chú luôn nghĩ là không, mình phải đi. Và chắc là nhờ đi như vậy mà ngày hôm nay đến với Bắc Ninh thấy mọi người thật là dễ thương. Xin cảm ơn tấm lòng của những con người Bắc Ninh ở đây rất là nhiều.